Rồi chúng ta lại tiếp tục giải bi lông bích khối 7 vòng số 4 các em nhé. Tổng của ba số dương là 180. Tỷ lệ là 2 phần 3 phần 4 phần và tổng là 9 phần. Lấy 180 chia cho 9 phần. Vậy mỗi phần là 20. Vậy số đó là 2 phần nhân 20 là 40, 60 và 80. Số lớn nhất là số 80. Rồi tìm x thỏa tỷ lệ thất này. Ta nhân chéo thôi. X nhân x là ra x bình phương. Trừ 27 nhân trừ 3 là 81. X bình 81 thì x sẽ bằng cộng trừ 9. Nhưng mà ta chọn số dương thôi. Người ta đòi số dương. Rồi 0,2x nó là số hạng ngoài. Vậy ta lấy hai số hạng trong nhân lại 0,8 nhân 3/8 rồi đem chia cho số hạng ngoài đã biết. Như vậy 0,2x là bằng 6/25. Rồi ta lấy 6/25 chia 0,2 là ra 6/5 nhé. 6/5 tức là 1,2. Rồi số giá trị x thỏa cái này thì ta sẽ tìm được hai giá trị ha. Bởi vì đây có hai bài toán con. Một cái là x trừ 1/2/5 bằng 5/9, một cái là bằng -5/9. Rồi ta lại làm giống bài hồi nãy. Lấy hai số hạng trong như nhau. 1/5 nhân cho 2/3 rồi chia cho số hạng ngoài là 1/5. Như vậy là bằng 4. Như vậy là ta có 6x + 7 = 4. Vậy 6x sẽ bằng -3, vậy x sẽ bằng -3/6 tức là -1/2. Rồi ta đưa hai vế về hai lũy thừa giống nhau phần cơ số nha. Giờ 8 mũ x đó là 2 mũ 3x, còn này là 2 mũ 5, tất cả mũ 3 và 2 mũ 15. Mà 2 mũ 15 mà nhân cho tất cả mũ 5 nữa vậy là thành 2 mũ 75. Như vậy là 3x sẽ bằng 75 ha. Đây em nào không hiểu kịp thì thầy giới thiệu theo đề suy ra ha. Theo đề thì ta suy ra là theo đề các em suy ra là 2 mũ 3x sẽ bằng 2 mũ 5 3 15 75. Như vậy ta suy ra là 3x sẽ bằng 75 ha. Tức là x sẽ bằng nhiêu? X sẽ bằng 20, 25 ha. Đây các em. Tiếp tục. X chia 3/4 mũ 2 thì bằng 3/4 mũ 3. Vậy x sẽ bằng 3/4 mũ 5. Thì chia hai lũy thừa cùng cái số đó mà. Rồi cái này chia. Cái này em không dùng máy tính được các em nhé. Nó sẽ tràn bộ nhớ liền. Ở đây 9 là 3 mũ 2, 25 là 5 mũ 2. Như vậy ở đây chính là 3/5. Cả cái lũy thừa số chi này, này là sẽ bằng 3 mũ 5, tất cả mũ 2000. Như vậy là 3/5 tất cả mũ 2000, xin lỗi các em. Đây là 3/5 mũ 2012 chia vô, vậy là còn lại là 3/5 mũ 12. Tiếp tục. Rồi giờ bài này giải cũng đơn giản thôi. Thầy giới thiệu luôn. Giới thiệu luôn nha. Phân số nè. x/3 bằng trừ y
phần 7. Bây giờ thầy sẽ nhân hai vế với lại, thầy sẽ nhân hai vế với lại y 2x đi ha. Thầy sẽ có một công thức mới, hay là thầy ghi trong này luôn cho dễ hiểu nha. Suy ra giờ thầy nhân hai bên với lại x nha, thì tạo thành hai kết quả bằng nhau. Này nhân x, bên này cũng nhân x luôn. Vậy bên này sẽ ra là x bình phương. Còn bên này là ax, tức là x y đó là bằng âm 189. Đó, em theo kịp không? Không kịp thì thầy thêm bước trung gian cho các em. Bây giờ ở đây nó sẽ bằng gì? X bình, không? X bình bằng y x là bằng một âm 189. Như vậy cuối cùng ta suy ra là gì? Cuối cùng ta suy ra là x bình phương là bằng 3 nhân 189 rồi đem chia cho 7 ha. Cái chia thử đi. 3 nhân 189 chia 7 là bằng 81. Vậy x của chúng ta là sẽ có hai giá trị là dương 9 hoặc là âm 9 đều được ha. Cộng chữ 9. Và từ đó suy ra gì? X mà bằng 9 á, suy ra gì? Nếu x bằng 9 thì các em suy ra y sẽ bằng lấy âm 189 chia cho 9 thôi. Âm 189 mà chia cho 9 thì bằng âm 21. Còn nếu x mà bằng trừ 9 thì suy ra y sẽ bằng 21 nha. Bây giờ ta lấy kết quả nào mà x lớn hơn y thì mới được. Vậy là kết quả thứ nhất á, 9 trừ 21. Vậy y sẽ bằng trừ 21 kìa. À, rồi cái này ta cũng tính ha, tính bên phải trước coi nó ra cái lũy thừa gì đó nha. Trên 3 dưới 5 mũ 2 trừ cho mở ngoặc trừ phân số trên 3 dưới 5 đúng không? Mũ 4 là bằng 144 phần 625. Như vậy nó n này sẽ chính là bằng 2 các em ạ. Ta qua vòng thi tiếp theo. Mày bị sao rồi? Tiếp tục bài thi số 2. Rồi, cho hai số dương biết tổng và tích à. À, xin lỗi, biết hệ thương và tích. X là tỷ lệ giữa x và y là 4/5 ha. À, như vậy là gì? X là 4 phần, y là 5 phần. Vậy để gọi x là 4k đi.
còn y là 5k, như vậy là x nhân y tức là 4k nhân 5k là bằng 5. Từ đây thì suy ra là k bình phương sẽ bằng 1/4, 5 chia 20 á, 1/4 á. Vậy suy ra k sẽ bằng 1/2 cũng được, mà âm 1/2 cũng được. Nhưng mà ở đây x y là số dương đấy mà. Vậy ta sẽ chọn là k bằng 1/2. K bằng 1/2 mà x là 4 lần k như vậy ha. Vậy là ta lấy 4 nhân 1/2 là sẽ thành 2. Vậy thôi. Nói chung bấm máy cho nó lẹ cho rồi. Âm 1/3. Rồi. Bài này làm giống hồi nãy kìa. X là 3 phần, y là 5 phần. Như vậy là x cộng y là 8 phần. 8 phần cộng lại bằng 16. Như vậy mỗi phần là bằng, mỗi phần là bằng nhiêu? Mỗi phần bằng 2 đúng không? 3k cộng 5k là bằng 16 nè. Từ đây suy ra là k sẽ bằng 2 thôi. Như vậy x là bằng 6. Tại vì 3 phần mà, x sẽ bằng 6, còn y sẽ bằng 10. Rồi các em lấy 6 bình trừ 10 bình tức là 36 trừ 100. Như vậy là âm số 4. Rồi tiếp tục màn này. X trừ 1 các em coi như một số, y trừ 2 là hai số, z trừ 3 là một số ha. Vậy số x trừ 1 chiếm 2 phần, số y trừ 2 chiếm 3 phần, số z trừ 3 chiếm 4 phần. Đây là dạng như này cho nó lẹ nè. X trừ 1 ạ là bằng 2k, không, y trừ 2 á là bằng 3k, rồi z trừ 3 là bằng 4k, thấy chưa? Từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng gì? X sẽ bằng 2k cộng 1. Dưới này suy ra gì? Dưới này là y sẽ bằng 3k cộng 2. Dưới này suy ra gì? Z sẽ bằng 4k cộng 3. Vậy thôi. Rồi theo đề người ta cho gì? X tức là cái này nè. Trừ cho 2y tức là hai lần này nè, hai lần 3k cộng 2 cho đây, cộng 3z tức là 3 lần cái anh 4k cộng 3 này ha, cho vô đây. Và theo đề thì cái này nó sẽ bằng 14. Giờ kem dùng máy tính ha.
Em dùng máy tính cái em tìm k cho thầy. Ok. Rồi, vòng 1 kìa. K vòng 1. Vậy suy ra x sẽ bằng 2k cộng 1, tức là 2 nhân 1 cộng 1 là 3. Còn y 3k cộng 2 tức là 3 nhân 1 và 3 cộng 2 là 5. Còn z sẽ bằng gì? 4 nhân 1 là 4 cộng 3 là 7. 3 nhân 7. Tiếp tục bài này giống như nãy rồi, giống như nãy rồi. X là 4 phần, tức là 4k, nhân cho y là 5 phần là 5k là bằng 5. Từ đây suy ra là k bình phương là bằng 1/4. Và như vậy k sẽ bằng, lần này là x y là âm, vậy ta chọn âm 1/2 kìa, k bằng âm 1/2. Và khi k bằng âm 1/2 thì ta sẽ tính được y thôi. Y sẽ bằng gì? Y là bằng 5 phần, tức là 5k đó, là y sẽ bằng âm 5/2, tức là bằng âm 2/5. Anh người ta kêu nhập phân số tối giản mà, người ta nhập âm 5/2. Cho qua bài thi số 3. X sẽ bằng 3/5 thì trừ nhau bằng 0 mũ 2 lên 0 ha. Góc ABC số đo 56. Rồi A, B, C phải kề bù. Rồi góc đối đỉnh với A, B, C phải thì cũng bằng A, B, C phải thôi. Thì các em lấy 180 trừ 56 thôi. 180 trừ 56 ra 124. Bài này thì bấm máy thôi chứ đâu. Biến đổi cũng được kìa. Dùng tính chất phân phối ha. 5,4 lấy ra dùng chung rồi. Đây bằng 0,1. Giá trị nhỏ nhất của yếu thức này là bằng gì? Nếu bên này nhỏ nhất là bằng 0 thì bên này bằng 10. Vậy là 0 cộng 10 là bằng 10. Còn nếu giá trị nhỏ nhất bên này 0 thì x phải bằng 10, vậy là nhỏ nhất bằng 10 kìa. Em chú ý câu số 5.
Câu 5 chúng ta sẽ có gì? Câu số 5 chúng ta sẽ có là trừ 4 nhỏ hơn 5x trừ 3 và nhỏ hơn 4, thì kết quả tính giá trị tuyệt đối nó sẽ nhỏ hơn 4 ha. Tụi ta suy ra cộng khắp nơi cho 3 thì ta có âm 1 nhỏ hơn 5x nhỏ hơn 7, 3 cộng 4 7, này là thành 5x, cái này là trừ 1 ha. Và tụi ta suy ra là trừ 1 chia 5 chia khắp nơi cho 5 là bằng âm 0,2 nhỏ hơn x sẽ nhỏ hơn 7 chia 5 1,4. Giờ trong cái vùng này á thì có những số nguyên nào? Ở đây chúng ta sẽ có bằng 0 và bằng 1, vậy thôi. Bài này ta bấm hoặc là dùng tính chất các lũy thừa. Năm phần tư là 1,25 nhé. Bài này 10 mũ 24 chính là 2 mũ 10, như vậy là cái vế phải này là 2 mũ 10, tất cả mũ 10 là 2 mũ 100. Hai lũy thừa giống nhau phần số mũ, vậy hai cơ số có thể là bằng nhau. Mà đây mũ chẳng như vậy, hai cơ số có thể đối nhau nữa. Vậy ta có hai bài toán con ha. Bài này thầy giảng nhanh như sau. Câu số 7 thì mình sẽ có gì? 3x trừ 1 tất cả mũ 100 và sẽ bằng 2 mũ 100. Suy ra 3x trừ 1 bằng 2 hoặc âm 2. Rồi kem giải bài toán này thôi. Vậy là suy ra x sẽ bằng gì? X sẽ bằng 1 hoặc x sẽ bằng trừ 1/3. Nhưng mà ta chọn số nào nhỉ? Chọn số dương mà, x dương mà, giờ ta lấy x bằng 1 nè, là xong. Tiếp tục, bạn nào các em có thể là bấm máy nếu thích ha. Không phải 625. Bài số 9 câu số 9 x dương y dương x phần 2 bằng y phần 4, như vậy x là bằng 2k, y sẽ bằng 4k, tức x là 2 phần, y là 4 phần nữa mà. X 2 phần, y 4 phần. Từ đây suy ra là x bình nhân y bình, tức là 2k
tất cả bình là nhân cho 4k tất cả bình. Bốn k tất cả bình nào bạn? 4, từ đây suy ra là gì? 2 × 2 là 4, 4 16 là bằng 64 k mũ 4 là bằng 4 ha. Từ đây suy ra là k mũ 4 sẽ bằng 4 chia 64, tức là 1/16. Từ đây các em suy ra là k sẽ bằng cộng trừ ha. K bằng cộng trừ 1/2, trừ 1/2. Nhưng mà x là số dương, y cũng là số dương. Như vậy các em sẽ chọn k bằng 1/2. Vậy thôi. K bằng 1/2 thì x sẽ bằng 1, y bằng 2. Thì lấy k nhân cho 2 với lại nhân cho 4 và ra x với y thôi. Bài này thì mình so sánh cũng nhanh thôi. 9 là 3 mũ 2. Như vậy 9 mũ 3 là 3 mũ 6. 25 là 5 mũ 2 ha. 5 mũ 2 tất cả mũ 3 là 5 mũ 6. Còn bên này á là 2 mũ 12 tức là 4 mũ 6. Hai phân số cùng tử thì mẫu nào bé hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn ha. Câu số 10 này. X thực ra là gì? X thực ra là 3 mũ 6 trên 2 mũ 12 là 4 mũ 6 đó kìa. Đây là x này. Còn y thực ra là gì? Y thực ra là chính tử cũng chính là 3 mũ 6, còn ở dưới là 5 mũ 6 ha. Vì hai phân số cùng tử, mẫu này bé hơn nè, vậy phân số thứ nhất sẽ lớn hơn. Vậy thôi, ta đã xong lập bài. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong vòng thi số 4. Rồi, chúng ta tạm biệt, gặp lại ở những vòng thi tiếp theo nha.